Lô chợ Kim các bạn nha. Ăn tô phở 15 đồng 49 xu. Bà nội cha nói tô phở. Tô phở ở trong thị trường khủng khiếp. Các bạn coi, mua một tô phở, tô phở 14 đồng, trả tiền thế 1 đồng 21 xu, trả 28 xu cho cái chỗ ngồi. Không mày các bạn thấy ở Mỹ rồi, đi ăn á, đi ăn thôi đó. Hello chào Lan Trần, mình thấy cái này đói bụng quá anh ra định mua tô phở, tưởng thấy cái để phở Việt Nam mà vô mua mè đẹp ơi, tô phở chẳng ra. Vậy phải nãy qua ăn bên đồ ăn ở bên Nhật, đồ ăn Nhật ngon ha. Này các bạn thấy ở Mỹ đời sống nó đắt đỏ ghê, đụng vô cái gì cũng tiền hết, nhất là ra mà phi trường đồ cũng vậy. Phải anh chị em các bạn thấy mua tô phở ăn đóng thế rồi còn phải trả cái tiền mà chỗ ngồi nữa. Cái tiền chỗ ngồi 28 xu bó tay mới biết cái tiệm. Tô phở 15 đồng 94 xu các bạn coi, không có cái gì, miếng mì rồi và bánh bành thánh gì đó. Nhớ coi nè, 15 đồng 49 xu đó. Thấy tô phở không? Gặp Việt Nam chắc là nó lôi đầu ra nó đập nhau rồi. Các bạn thấy không, đời sống bên Mỹ mà người ta mình cũng phải ăn thôi. Chào Triều Phu, hello anh Trần Dũng, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bên Mỹ anh chị các bạn thấy cái gì cũng phải, nó đời sống nó đắt đỏ lắm, nó rất là đắt đỏ. Cho nên các bạn làm, nhiều khi nghe tụi nó nói làm tháng 3.000, 4.000, 5.000, ô nghe nói thì nhiều lắm. Nhưng mà tới chừng mà vô ăn uống thì có công chuyện mình phải đi đây đi đó, nhất là ra phi trường là cái gì nó cũng chém. Mà các bạn thấy tô phở 15 đô nó đâu có gì đâu, mèn đất ơi, nó không có gì hết trơn á. Tại mình thấy đây lần đầu tiên mình thấy nó quảng cáo, nó để Việt Nam mi phở vô thử đây. Ai về nó bán kiểu này chắc là dẹp tiệm sớm, nó mượn cái danh của Việt Nam thôi, chứ tụi này nó người gì đó ship ha. Bạn thấy đời sống ở Mỹ cái gì nó cũng cao á chị em các bạn ơi. Tôi nói làm lương thì nghe nói 3.000, 4.000, 5.000 thấy hấp dẫn, nhưng mà mua cái này mua nọ mua cái kia rồi nó đâu nó cũng vô đó. Chào anh Dũng, em đang chờ bay về Việt Nam á, em bay chuyến thứ 2. Chưa cho anh biết em ở đâu rồi. Tại vì kẻ thù của em nhiều lắm. Chưa gì hết mà Trịnh Lê Hoài Nam đã dọa em rồi đó. Ổng mới gửi một cái thông điệp ra đó. Lại mình đi tới đâu là về tới Việt Nam là phường mấy rồi phải theo dõi chặt chẽ rồi lum ghê chưa. Cái ông này ông bị khùng mà. Thôi thì lại mình ăn tô phở đi, để đằng chuẩn bị xuống máy bay. Chào chị các bạn, hẹn gặp sau. Bye bye.